Xét về độ lì lợm và bền bỉ của một trong những chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc xe bán tải, trong năm 2023 nó bán lên tới là 605.000 chiếc xe trên toàn cầu và nằm trong top 10 xe bán chạy nhất ạ. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị các bạn chiếc xe Toyota Hilux được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan đang bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản ạ. Và một lần nữa, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh. Bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản thưa quý anh chị các bạn. Đầu tiên là phiên bản 2 cầu số sàn với mức giá niêm yết là 668 triệu đồng. Phiên bản thứ hai mà người dùng, quý khách hàng hay sử dụng hơn đó là phiên bản 1 cầu số tự động với mức giá niêm yết là 706 triệu đồng. Và phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 2 cầu số tự động, phiên bản Hilux Adventure với mức giá niêm yết là 999 triệu đồng. Và ngoài ra, nếu quý anh chị lựa chọn màu trắng ngọc trai như bên cạnh Tuấn đây thì vui lòng cộng thêm 8 triệu giá niêm yết từ Toyota Việt Nam ạ. Với thời điểm tháng 8 mới nhất năm 2024, quý anh chị có quan tâm đến chiếc xe Toyota Hilux này thì tôi muốn báo giá cho quý anh chị nhé. Và thời điểm này Toyota Thái Hòa Tứ Liên đang giảm giá cho các phiên bản lên tới là 30 triệu đồng tiền mặt nhé. Ngoài tiền mặt ra thì đại lý còn hỗ trợ tặng thêm cho quý anh chị các bạn một năm bảo hiểm thân vỏ này và kết hợp khoảng 10 triệu phụ kiện. 10 triệu phụ kiện nó sẽ bao gồm như là dán phim cách nhiệt toàn bộ xe, thứ hai là trải sàn da phía dưới ạ, giúp quý anh chị vệ sinh sạch sẽ hơn, và thứ ba đó là lắp camera hành trình cho quý anh chị trên mọi cung đường có thể cần khi cần thiết chúng ta có thể sử dụng ạ. Như vậy thì quý anh chị có quan tâm đến chiếc xe Toyota Hilux có thể liên hệ với số hotline của Toyota Thái Hòa Tứ Liên dưới góc màn hình hoặc để lại những lời nhận xét comment phía dưới clip ạ. Và sau đây Tuấn sẽ chi tiết nhanh cho quý anh chị các bạn về chiếc xe Toyota Hilux ngay bên cạnh Tuấn là phiên bản 2 cầu Adventure với giá niêm yết là 999 triệu đồng ạ. Đây là phần đầu xe của Toyota Hilux phiên bản Adventure. Quý anh chị có thể nhìn thấy nhá, cái vẻ hầm hố thể thao và mạnh mẽ toát lên ở phần mặt ca lăng phía trước này. Chúng ta sẽ có bao gồm sơn đen, mạ chrome cũng có những thanh mạ chrome này, và có logo in 3D tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Nó sẽ bao gồm những cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ giữ làn đường, vân vân ạ, như nhiều clip mà bên đại lý đã chia sẻ. Ngay phía dưới được trang bị an toàn đó là mắt camera trong gói cam 360 này. Phần phía dưới này quý anh chị có thể nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ có phần mặt ca lăng phía trước này hay là phần cản trước này được sơn đen nhám nhá, nên tạo cái phần đầu xe ấy, nhìn rất là mạnh mẽ và sức mạnh. Ngoài ra trang bị an toàn đó là cảm biến góc trước này hay là đèn sương mù khi mà quý anh chị đi trên đường đèo đồi núi này, cũng như là đi vào các hầm mỏ giúp hỗ trợ cho anh chị soi sáng rất tốt. Đây, đèn ban ngày này hay là đèn chiếu xa chiếu gần full led cho quý anh chị nhá, rất nhiều công nghệ đã trang bị trên chiếc xe phiên bản 2 cầu Adventure này rồi. Đây là phần thân xe của Toyota Hilux phiên bản Adventure, như quý anh chị có thể nhìn thấy đây. Tay nắm cửa sơn đen, có cảm biến ra vào một chạm cho quý anh chị nhé, rất tiện lợi. Và ngay phía trên chúng ta sẽ có cặp gương chiếu hậu này, cũng được sơn đen. Xin nhan tích hợp trên gương này, có cam 360 và tích hợp cả đèn chào mừng nhé, rất tuyệt vời trên Hilux rồi. Và có một chữ Hilux mạ chrome sáng bóng bên hông. Và cái điều mà Tuấn muốn nói ở đây là đó là bộ mâm lốp nhá, sử dụng lốp Bridgestone này. Với cái thông số lốp Tuấn muốn chia sẻ cho quý anh chị và các bạn ở đây nhá, đó là 265/60R18. Và được mâm màu, được sơn màu đen này, nhìn rất khỏe và lốp béo, nên là quý anh chị khi mà di chuyển trên mọi cung đường nhá, đèo, đồi núi khó khăn thì rất dễ dàng với bộ lâm mâm lốp này rồi. Và có, chúng ta có những cái ốp này ở phần hốc bánh trước này. Và với phiên bản Toyota Hilux phiên bản Adventure này đã được trang bị đó là thanh thể thao phía sau rồi. Nhìn tổng thể khi từ bên hông chúng ta có thể thấy đây ạ. Trường xe và có chiều dài cơ sở lên tới hơn 3000mm, nên giúp cho quý anh chị các bạn nhé, ngồi cả bên trong xe rất là thoải mái đối với một chiếc xe này Toyota Hilux bán tải. Ở phần đuôi xe đây chúng ta sẽ có một cái logo Toyota này, mạ chrome sáng bóng, mà Tuấn rất cái dòng chữ này trên phiên bản Toyota Hilux. Và đây, phiên bản Adventure được sơn màu đen cũng có ở phần phía sau đuôi xe rồi. Ô chữ Toyota Hilux cũng to bản này, kèm theo cả đèn báo phanh trên cao. Ở phía dưới trang bị an toàn đó là cảm biến sau, cảm biến góc, cũng như là phần camera sau giấu kín ở phần mở nắp thùng sau này, rất tinh tế ạ. Và đèn xe cũng là đèn full led rồi nhá, thưa quý anh chị. Đây, khi mà Tuấn mở thùng sau ra, như quý anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng đã được ta trang bị này, cái phần thùng này có sẵn có một cái khay lót màu nhựa màu đen, như quý anh chị có thể nhìn thấy đây rồi, mà chúng ta không phải mất chi phí nâng cấp thêm nữa. Và mở
ra hay đóng nó có trợ lực rất nhẹ nhá. Quý anh chị chỉ cần một tay thôi có thể đóng dễ dàng cái phần thùng phía sau rồi. Và đây là nội thất của chiếc xe Toyota Hilux phiên bản Adventure đấy ạ. Với ghế da này, ôm, thiết kế thể thao nữa. Và tổng nội thất bên trong là màu đen như quý anh chị đang theo dõi trên video clip này. Ở ra chúng ta sẽ có hệ thống lọc khí thải diesel DPF tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đã được tích hợp ở trên phiên bản mới năm 2024 này rồi. Ở phần phía vô lăng thì chúng ta sẽ có như ba chấu này, rất nhiều nút phím bấm, ví dụ như là tăng giảm lượng, chuyển cây, chuyển bài, đàm thoại dịch tay. Bên phải là điều chỉnh của tính năng Toyota Safety Sense, cảnh báo tiền va chạm hay cảnh báo lệch làn. Ngoài ra chúng ta sẽ có đó là đèn, vị trí đèn cũng đã trang bị tích hợp auto rồi. Và ngồi ở đây thì ghế là ghế chỉnh điện nhá, ghế lái chỉnh điện 8 hướng cho quý anh chị này. Ngoài ra thì khi mà quý anh chị lái xe cũng có trang bị đó là cảnh báo điểm mù tích hợp trên gương rồi ạ. Ở phần cụm điều khiển trung tâm này chúng ta sẽ có này, một màn hình giải trí 9 inch kết nối được Android Auto và Apple CarPlay không dây nhá. Và các loa JBL chất lượng xung quanh xe giúp quý anh chị khi di chuyển trên đường thoải mái hơn nhờ đến âm nhạc và giải trí. Có gương chống chói trong xe tự động auto rồi ạ. Ở phía dưới thì có chế độ gài cầu là H2, H4 và L4. Ngoài ra chúng ta sẽ được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập trên Toyota Hilux rồi. Rất nhiều ổ cắm sạc USB cho quý anh chị nhá. Và các chế độ như là hỗ trợ đổ đèo xuống dốc này, khóa cầu V-side. Và Toyota Hilux hiện tại trên phiên bản hai cầu Adventure này có hai chế độ lái, đó là Eco và Power, giúp quý anh chị các bạn di chuyển trên mọi cung đường đơn giản và dễ dàng hơn. Và cần số sử dụng rất là bền bỉ đấy ạ. Rất nhiều năm, lâu năm rồi mà Toyota vẫn sử dụng hộp số này trên phiên bản Hilux, rích rắc rất dễ cho quý anh chị các bạn di chuyển nhá. Phanh sử dụng phanh tay ạ. Và có một hộp lạnh. Hộp lạnh này thì giúp quý anh chị các bạn nhờ gió điều hòa có thể làm mát một vài chai nước khi chúng ta đi trên đường sử dụng. Phía dưới là phần cốp phụ cũng rất rộng và có khóa để giúp quý anh chị các bạn để một vài vật dụng mà an toàn hơn. Tựa tì tay này. Và trong này chúng ta cũng có thể để được một vài vật dụng để đồ khi nếu cần. Với những trang bị mà Tuấn vừa chia sẻ, thật sự Toyota Hilux phiên bản Adventure này trang bị quá nhiều những tính năng và giải trí giúp quý anh chị các bạn thì có thể di chuyển an toàn hơn cũng như là thoải mái hơn khi sử dụng một chiếc xe bán tải ạ. Điều đó mang đến vì sao mà Toyota Hilux bán chạy nhất trong phân khúc xe bán tải. Và đây là hàng ghế thứ hai trên chiếc xe Toyota Hilux phiên bản Adventure. Như quý anh chị có thể nhìn thấy, rất nhiều tiện nghi đã được trang bị trên một chiếc xe bán tải rồi. Chúng ta sẽ có tựa tì tay, những hốc để cốc, để đồ rất nhiều trên Hilux rồi nhá. Ngoài ra có hai ổ cắm sạc dây tai si này và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai khi quý anh chị sử dụng. Như quý anh chị có thể nhìn thấy, Tuấn có chiều cao 1m75 khi ngồi ở hàng ghế thứ hai này cũng có sự thoải mái nhất định. Đây, như phần đầu gối lên phía trước, hàng ghế phía trước này cũng như đầu lên trần. Và đây là cái tư thế ngồi của Tuấn. Thì nếu mà quý anh chị ngồi di chuyển trong vòng khoảng 100km thì vẫn rất thoải mái trên Toyota Hilux. Vừa rồi thì Tuấn đã chia sẻ cho quý anh chị các bạn những cái thông tin về chiếc xe Toyota Hilux, từ giá bán, giá khuyến mại kèm theo những trang bị của Toyota Hilux, vì sao nó đã được bán chạy nhất trên toàn cầu. Quý anh chị có thể đưa ra những nhận xét đánh giá riêng về chiếc xe này bằng cách gọi điện với số hotline hoặc để lại lời bình luận phía dưới ạ. Một lần nữa, Tuấn rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở một clip tiếp theo ạ.